Diễn viên Ôn Triệu Luân tuổi U60 hết thời phải livestream bán băng vệ sinh. Từ sao hạng A của TVB nhưng sau loạt bê bối thì giờ đây Ôn Triệu Luân chỉ toàn đóng những vai phụ mờ nhạt. Vài năm trở lại đây, nam diễn viên ít đóng phim mà chỉ thỉnh thoảng tham gia một số chương trình truyền hình. Theo QQ, từ tháng 3 năm 2021, diễn viên Ôn Triệu Luân gây bàn tán khi livestream bán băng vệ sinh cùng nhiều sản phẩm dành cho phụ nữ. Tài tử 59 tuổi không ngần ngại đứng trước ống kính, tay cầm sản phẩm và giới thiệu rành rọt về từng loại để người xem lựa chọn. Trước cảnh nam thần đắt giá một thời nay phải kiếm sống theo cách này, nhiều khán giả để lại bình luận chế giễu mỉa mai chê ông đã hết thời. Tuy nhiên, một số dân mạng cũng lên tiếng bên vực ông bố một con vì kiếm tiền chân chính chăm chỉ. Trước những lời bàn tán giễu cợt từ đám đông, Ôn Triệu Luân không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn tự hào nói về công việc của mình. Sẽ có người cười tôi vì mua băng vệ sinh cho vợ, nhưng còn đáng buồn cười hơn khi đám đàn ông không biết vợ mình dùng loại nào. Sự quan tâm yêu thương không phải chỉ nói bằng lời mà còn phải thực hiện bằng hành động, cựu diễn viên TVB bộc bạch trên trang cá nhân. Ngoài ra, sao nam nổi tiếng một thời cũng tham gia các buổi livestream bán hàng cho các đơn vị kinh doanh quần áo, giày dép, túi xách để cải thiện thu nhập. Hôm nay hãy cùng iFlash Profile tìm hiểu về cuộc đời của diễn viên Ôn Triệu Luân nhé! Chia tay đòi người tình trả tiền. Lý Lệ Nhụy là mối tình đầu của Ôn Triệu Luân, cả hai bắt đầu qua lại từ năm 1984, nhưng rồi đường ai nấy đi sau khi Lý Lệ Nhụy ra nước ngoài du học. Có lẽ vì mới biết yêu nên Ôn Triệu Luân khá lụy tình trong đoạn tình cảm này, thậm chí còn cố tình dùng tên tiếng Anh của Lý Lệ Nhụy để viết một ca khúc tên Sarah của tôi bày tỏ nỗi nhớ nhung. Nếu Lý Lệ Nhụy là mối tình đầu của Ôn Triệu Luân thì Hà Mỹ Đình là bạn gái đầu tiên của anh sau khi vào giới giải trí. Cả hai quen biết trong quá trình quay Câu Chuyện Thành Thị. Ôn Triệu Luân yêu Hà Mỹ Đình từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng đoạn tình cảm này cũng kéo dài được 2 năm đã phải nói lời chia tay. Vì Hà Mỹ Đình không chịu nổi tính bảo thủ của Ôn Triệu Luân, thời gian hẹn hò ngọt ngào thì ít mà cãi nhau thì nhiều. Năm 1989, không những gặt hái được thành công trong sự nghiệp, Ôn Triệu Luân cũng thu được kết quả trong tình cảm khi nên duyên với Lý Mỹ Minh, một thiên kim nhà hào môn nhỏ hơn anh 12 tuổi. Êm ấm chưa được bao lâu, cả hai đã vướng tin đồn rạn nứt và cuối cùng đường ai nấy đi vào năm 1993 sau 4 năm chung sống. Có tin Ôn Triệu Luân ngoại tình với nữ diễn viên Trần Mai Hinh khi đóng chung MV ca nhạc vào năm 1990 là nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ. Ban đầu, Ôn Triệu Luân lên tiếng phủ nhận chuyện đã làm sau lưng vợ, nhưng sau lại chủ động công khai tình cảm với Trần Mai Hinh sau khi ly hôn, làm hình tượng nam diễn viên sụp đổ. Mối tình này cũng kết thúc vào năm 1994. Điều làm mọi người bất ngờ nhất chính là sau 2 năm chia tay, Ôn Triệu Luân đã yêu cầu Trần Mai Hinh không được xuất cảnh, đòi cô trả 140.000 Hồng Kông đô la mà anh đã cho cô mượn trong thời gian cả hai còn hẹn hò. Trong chuyện này, Trần Mai Hinh cũng từng khóc nghẹn ngào bày tỏ trước giới truyền thông: "Bản thân tôi nghèo túng ra nước ngoài cũng chỉ để du học mà thôi, không ngờ Ôn Triệu Luân lại tính toán chi ly đến thế." Ly hôn đẩy nợ nần cho vợ hai gánh. Năm 1996, Ôn Triệu Luân gặp gỡ trợ lý Phan Yến Ni. Họ đồng hành trong nhiều năm trước khi kết hôn tại Úc hồi 2002. Hôn nhân của họ cũng chẳng duy trì được lâu thì đường ai nấy đi. Dư luận không quá ngạc nhiên khi cuộc hôn nhân thứ hai của tài tử đào hoa chỉ kéo dài khoảng 1 năm thì ly hôn. Tờ Hồng Kông 01 tiết lộ có thông tin rằng cặp đôi đã cùng đầu tư vào bất động sản, sau đó phải gánh khoản nợ lên tới 6 triệu Hồng Kông đô la, khoảng 18 tỷ đồng. Cuối cùng, nam diễn viên được cho là đã đẩy các khoản nợ cho vợ cũ để cô tự trả. Không những đẩy nợ nần cho vợ cũ, Ôn Triệu Luân còn dính tin đồn hẹn hò với Quách Thiện Ni, nữ diễn viên đang rất nổi tiếng của thời điểm đó. Cả hai có dịp hợp tác chung với nhau bộ phim Ngu Lan Chức Nữ năm 2002 và nên duyên từ đó. Tuy mang danh bé ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác, lúc này Ôn Triệu Luân vẫn chưa ly hôn với vợ, nhưng Quách Thiện Ni vẫn chấp nhận qua lại với người đàn ông có lịch sử tình trường dài dẳng này. "Bản thân tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, tại sao không thể hẹn hò công khai?" Thậm chí Quách Thiện Ni còn dẫn Ôn Triệu Luân ra mắt phụ huynh, mà Ôn Triệu Luân cũng từng hứa sẽ cưới Quách Thiện Ni làm vợ trước mặt truyền thông báo chí. Đợi không được ngày họ kết hôn thì mình đã đợi được ngày họ chia tay. Năm 2005, cả hai đường ai nấy đi. Danh tiếng của Quách Thiện Ni cũng chịu nhiều ảnh hưởng vì mang danh kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhận đủ những lời đàm tiếu từ công chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Lừa tình lừa tiền người yêu.
Sau nhiều thất bại, Ôn Triệu Luân quyết định bắt tiến thử sức ở thị trường mới. Không ngờ sự nghiệp chưa được gây dựng đã thấy anh hẹn hò công khai với nữ nghệ sĩ Ôn Gia Dung. Năm 2004, Ôn Triệu Luân gặp gỡ người mẫu Trung Quốc Ôn Gia Dung và qua lại nhiều năm. Sau chia tay, người đẹp này đã lên tiếng tố cáo nam diễn viên lừa cô số tiền 500.000 nhân dân tệ, hơn 1,7 tỷ đồng. Theo lời chân dài họ Ôn, số tiền kể trên là cô đưa cho tình cũ là để đầu tư bất động sản. Về sau, nam diễn viên này đã âm thầm bán đi và nhận một khoản lãi lớn hơn, nhưng không hề trả lại tiền cho mình. Khi mới hẹn hò, anh ta nói dối rằng mình đang độc thân và chưa bao giờ kết hôn trước đây. Sau đó anh ta đã hứa hẹn lấy tôi, nhưng rồi mãi đến khi chia tay, tôi mới phát hiện ra không có gì anh ta nói là sự thật cả. Tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng anh ta thật lòng, người đẹp bức xúc. Phía cựu diễn viên TBB sau đó lên tiếng phủ nhận tất cả các cáo buộc. Kết hôn với vợ kém 20 tuổi. Mãi đến năm 2013, Ôn Triệu Luân bất ngờ công khai kết hôn với nữ diễn viên tuyến 18 kém anh 20 tuổi Triệu Đình. Hai năm sau kết hôn, cả hai chào đón cô công chúa đầu lòng và bên nhau đến tận bây giờ. Diễn viên Hồng Kông Ôn Triệu Luân nói biết ơn vì vợ kém anh 20 tuổi giúp cả hai có niềm tin vào hôn nhân. Trên trang cá nhân, thi thoảng anh đăng video bên vợ bày tỏ tình yêu với cô. Hôm 25 tháng 6 năm 2022, Ôn Triệu Luân viết: "Chúng tôi có lúc cãi nhau, có lúc chiến tranh lạnh, nhưng không có lúc nào tôi không yêu cô ấy." Diễn viên Nghĩa Bức Dung Tình nói biết ơn Triệu Đình thương yêu anh vô điều kiện, động viên anh những khi xa cơ chiến trường. Theo tờ On, Ôn Triệu Luân từng có giai đoạn đầu tư thua lỗ, lâm cảnh nợ nần hay bị đòi nợ. Nhờ Triệu Đình, Ôn Triệu Luân tin tưởng hôn nhân hạnh phúc sau hai lần đổ vỡ. Mục đích lớn nhất của anh là làm người cha tốt, làm cho vợ vui. Anh từng nói được ở bên vợ tôi không biết cầu mong gì hơn, không còn nối tiếc gì trong cuộc đời. Nam thần phản diện đỉnh cao của TVB. Ôn Triệu Luân sinh năm 1964, dù nói đình nói đám qua phim ảnh nhưng sau nam nổi tiếng này lại ra mắt làng giải trí đầu thập niên 1980 với vai trò là ca sĩ, trước khi rẽ hướng sang làm diễn viên. Vào năm 18 tuổi, sau khi tham gia cuộc thi hát do đài TVB tổ chức, nam diễn viên đã được nhà đài nhìn trúng bởi vẻ ngoài điển trai và giọng hát ấm áp, mời về ký hợp đồng. Sau đó, nam tài tử đã trở thành MC cho một chương trình thiếu nhi. Quá thưởng thức nhan sắc của Ôn Triệu Luân, TVB hướng nam ca sĩ chuyển hướng sang làm diễn viên. Tuy thử sức với lĩnh vực mới nhưng nam tài tử vẫn gặt hái được nhiều thành tích nhất định. Câu chuyện Thành Thị là bộ phim truyền hình đầu tiên của Ôn Triệu Luân sau khi chuyển mình. Mãi đến năm 1989, sự nghiệp của Ôn Triệu Luân mới vụt sáng khi nhận vai Đinh Hữu Khang trong bộ phim kinh điển Nghĩa Bức Dung Tình. Bất chấp những hoài nghi về kỹ năng diễn xuất còn nơn nớt, chưa mấy trải đời, chàng diễn viên tân binh vẫn khắc họa thành công một kẻ mưu mô hiểm độc không từ bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào để đạt được tham vọng. Khác với mô típ chung thời bấy giờ, vai phản diện này được ngụy trang dưới vỏ bọc hoàn hảo của một gã trai hiền lành, thư sinh và giỏi giả nhân giả nghĩa. Người ta thường nói không sợ phản diện xấu, chỉ sợ phản diện đẹp trai. Tuy khiến nhiều người không ưa nhưng Đinh Hữu Khang của Ôn Triệu Luân vẫn chinh phục trái tim người xem nhờ vẻ ngoài thư sinh của mình. Diễn xuất của nghệ sĩ mới vào nghề này thành công đến mức bị khán giả ghét cay ghét đắng từ trên phim cho đến ngoài đời, thậm chí đến tận bây giờ. Mỗi khi nhắc đến tài tử họ Ôn, người ta thường nhớ ngay đến vai Đinh Hữu Khang. Đúng là một vai diễn khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn, ngôi sao nổi danh một thời cho biết bản thân không thể tưởng tượng được vai diễn của mình lại thành công đến vậy. Nếu năm xưa tôi từ chối vai Đinh Hữu Khang, không biết chừng giờ tôi đã ngồi bán bánh mì ở góc tường nào đó, nam tài tử nửa đùa nửa thật. Một năm sau, Ôn Triệu Luân bước lên đỉnh cao trong sự nghiệp, trở thành người tình trong mộng của hàng nghìn cô gái với vai nửa chính nửa tà tề hạo nam trong Tôi Vốn Lương Thiện. Hai năm sau bộ phim Nghĩa Bức Dung Tình, Ôn Triệu Luân càng thêm củng cố vị thế của mình tại TVB với vai Cao Thiên Tuấn trong Tiêu Điểm Gãy đóng cùng Thiên Vương Lê Minh. Từ đây, nam diễn viên trở thành nam thần phản diện hàng đầu nhà đài. Thừa thắng xông lên, Ôn Triệu Luân liên tục khuynh đảo màn ảnh với hàng loạt tác phẩm ăn khách như Lọc Đỉnh Ký, Giọt Máu Thiện Ác, Bông Hồng Lửa. Năm 1996, giữa lúc sự nghiệp vẫn đang trên đà thăng hoa, nam tài tử đã có một bước đi sai trong sự nghiệp của mình, chính là rời TVB và chuyển sang đóng phim ở Đài Loan, Đại Lục. Tại hai thị trường này, diễn viên Nghĩa Bức Dung Tình đều không có tác phẩm thực sự gây được tiếng vang. Cũng bởi vậy, 5 năm sau khi vật lộn bên ngoài, Ôn Triệu Luân về lại Hồng Kông và một lần nữa ký hợp đồng với nhà đài nổi tiếng. Dù được TVB trọng dụng giao cho các dự án quan trọng như Bước Ngoặt Cuộc Đời, song tên tuổi của sao nam đình đám khi xưa chìm nghiễm giữa sự lên ngôi mạnh mẽ của dàn sao mới trẻ đẹp và tài năng.
Và đây chính là cuộc đời của nam diễn viên Ôn Triệu Luân. Bạn nghĩ sao về cuộc sống của ông? Hãy để lại comment bên dưới cho tụi mình biết với nhé. Nếu thích video này thì hãy để lại một like và một subscribe nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.